xả lạc, xả khổ xả niệm thanh tịnh nào câu hỏi của Diệu Tâm hỏi Kính Bạch Thầy xin Thầy hoan hỷ cho con nghe qua cách tu xả lạc, xả khổ xả niệm thanh tịnh lạc nào, khổ nào và niệm thanh tịnh nào đã là thanh tịnh sao lại phải xả đáp muốn xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh thì phải trú vào hơi thở dùng pháp hướng tâm tình chỉ thân hành thì xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh sẽ đạt được kết quả như ý muốn nhưng trước khi xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh thì tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì tịnh chỉ thân hành không có khó khăn không có mệt nhọc, không có phí sức. Bằng ngược lại, chưa ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, mà xả lạc, tả khổ, tả niềm thanh tịnh thì chẳng bao giờ xả được. Khi tu tập nhập vào tâm bất động, thì tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng là tâm có đủ bảy năng lực giác chi tâm có đủ bảy năng lực giác chi là tâm có đủ tứ thần túc khi có đủ tứ thần túc thì xả lạc xả khổ và xả niệm thanh tịnh rất dễ dàng không có khó khăn không có mệt nhọc xả lạc nào xả khổ nào và xả niệm thanh tịnh nào lạc khổ và thanh tịnh là ba trạng thái của thọ tức là cảm thọ một thọ lạc hay thọ khổ ba thọ bất lạc bất khổ tức là niệm thanh tịnh trong phần cảm thọ có hai một cảm thọ thuộc về thân hai cảm thọ thuộc về tâm lạc và khổ thuộc cảm thọ về thân còn hỉ và niệm thanh tịnh thuộc cảm thọ về tâm như vậy, ly hỷ, tả lạc, tả khổ và xả niệm thanh tịnh là xả cảm thọ về thân và tâm. Xả cảm thọ về thân và tâm là tịnh chỉ các hành trong thân và tâm. Cho nên, người nhập tứ thiền toàn thân tâm bất động, thân tâm không còn rung động một chút xíu nào thì hơi thở phải tịnh chỉ trong câu hỏi Lạc nào, khổ nào, thanh tịnh nào Sao thanh tịnh mà lại phải xả Lạc, khổ và niệm thanh tịnh có hai phần Một Lạc, khổ và niệm thanh tịnh Do tâm tham dục sanh ra Hai Lạc, khổ và niệm thanh tịnh Do tâm ly dục sanh ra lạc khổ và niệm thanh tịnh do dục hoặc do ly dục sanh ra đều phải xả sạch thì mới nhập vào định tứ thiền được còn có trạng thái thanh tịnh thì không nhập vào tứ thiền được dù là thanh tịnh do ly dục sanh như vậy đến đây con đã hiểu tả lạc tả khổ và xả niệm thanh tịnh nào rồi đức phật không chấp nhận ba thọ một thọ lạc hai thọ khổ ba thọ bất lạc bất khổ thọ là gì thọ là các cảm thọ nơi thân tâm thọ là một pháp vô thường như các pháp khác thọ là pháp khổ là pháp vô ngã người tu theo phật giáo đứng trước các cảm thọ tâm không hề dao động thọ lạc không tham đắm, thọ khổ không sợ hãi, thọ bất khổ bất lạc, không quan tâm. Vì thế, đứng trước các khổ, tâm không hề lay động một mảy may nào. Tâm không hề lay động một mảy may nào, tức là tả lạc, tả khổ, tại sao lại xả niệm thanh tịnh? Niệm thanh tịnh vẫn còn là một pháp vô thường, khổ, vô ngã. Pháp vô thường, khổ, vô ngã là ác pháp. Cho nên Đức Phật bảo, dù ta nhập các định do ly dục có hỷ lạc, nhưng hỷ lạc không chi phối tâm ta. Không chi phối tâm ta là Đức Phật bất đồng tâm, không dính mắc vào thọ lạc do ly dục sinh. Đó là Đức Phật tả thọ lạc. Xả lạc thọ giai đoạn đầu là không dính mắt, không thích thú, không chấp trước, không mong đợi, vân vân. Khi tâm định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thì xả thọ là tâm đình chỉ các hành trong thân, khiến cho thân an lành, không còn một chút cảm thọ nào xảy ra. Khi hơi thở ngưng, thì các hành trong thân đều ngưng, thì cảm nhận trạng thái thanh tịnh của tâm cũng không còn đó là phương cách xả niệm thanh tịnh ở giai đoạn tứ thiền. Ngoài tứ thiền thì không có thiền nào xả niệm thanh tịnh. Cho nên, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh là chỉ có ở trạng thái tứ thiền. Người nhập tứ thiền là người đã xả các cảm thọ và xả luôn tâm niệm thanh tịnh. Đó là phương pháp tu tập làm chủ sự sống chết tu theo phật giáo mà không tu tập tứ thánh định thì không thể nào làm chủ sự sống chết được trên thế gian này chỉ có pháp môn tứ thánh định mới tình chỉ được hơi thở